Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 187, Thế lực bành trướng. Việc vui ư? Vương Bảo Nhạc đang định đi ra ngoài thử uy lực của viêm bạo. Nghe Trần Vũ Đồng nói thế thì chớp mắt một cái, kinh ngạc dừng bước nhìn về phía nhẫn truyền âm. Không đợi hắn nói rõ, giọng nói đầy hưng phấn của Trần Vũ Đồng đang trong trạng thái kích động đã phát ra. Tu vi của Tổ sư Chu Chính Đức đã đột phá kết đan sơ kỳ, chính thức bước vào kết đan trung kỳ, địa vị cũng tăng cao, từ đại trưởng lão của Pháp Bình Các trở thành phó tông chủ của Đạo viện phiêu biểu rồi đạo viện phiêu biểu chúng ta trước kia chỉ có ba vị phó tông nay đã thành bốn vị bảo nhạc sư đệ nhưng ngày sung sướng của chúng ta đã tới rồi trong giọng nói của trần vũ đồng chứa vẻ mực rỡ không thôi thậm chí trong tiếng thở dốc vì kích động cũng vô cùng rõ ràng có thể thấy lúc này trong lòng của hắn đã sung sướng đến cực điểm chẳng qua trần vũ đồng vô cùng kích động nhưng vương bảo nhạc thì lại có phần ngu ngờ khoảng thời gian hắn cảm ngộ viên bảo chẳng khác nào đang bế quan ý thức say ngủ không biết những chuyện đã xảy ra ở trong ngoài đạo viện gần đây như thế nào còn chuyện nhất mạch mà trần vũ đồng đã nói thì trước kia vương bỏ nhạc cũng đã có suy đoán nhưng vẫn không biết rõ lắm cho nên lúc này nghe trần vũ đồng nói tên sư tổ chu chính đức thì hắn có phần xa lạ không khỏi hỏi lại sư tổ nghe vương bỏ nhạc hỏi thế trần vũ đồng lập tức hiểu rõ thắc mắc của hắn vậy nên bèn cười lớn rồi giải thích Bảo nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia có hai đệ tử, một người là Lưu Hương Trường Việt ở đảo Hà Viện, cũng chính là Lưu Vân Khôn Sư Thúc, người còn lại chính là sư tôn của ta, Tôn Nhất Phong. Khi ngươi vào đảo Thương Viện thì Lư Sư Thúc đã đánh tiếng, sư tôn cũng muốn nhận ngươi làm đệ tử từ lâu, có điều ngươi đã lập được công lớn cho đạo viện ở quê hương linh thức, được quá nhiều người để mắt tới, sư tổ lại đang bế quan. Dù sao thì chuyện thu ngươi vào cửa cũng là việc lớn, cần phải xin ý kiến sư tổ nên mới tạm hóa lại. Này sư tổ đã xuất quan, trở thành phó tổng, đợi sau khi mọi việc xong xuôi thì ngươi sẽ phải đi bái sư đây. Trần Vũ Đồng cười lớn rồi giải thích, Vương Bảo Nhạc nghe xong thì mở to hai mắt, mặc dù việc này cũng trùng khớp với suy đoán của hắn, nhưng khi chính tài nghe thấy thì hắn vẫn không kiềm lòng được, mà nhớ tới cụ mạch hệ trong tự chuẩn quan lớn. Không khỏi kích động hẳn lên, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lập tức nhận ra điểm mấu chốt nên nói ngay trần xu huynh nếu như sư tổ đã từ đại trưởng lão pháp binh các tấn chức thành phó tông chủ thì chẳng phải là vị trí đại trưởng lão của pháp binh các sẽ để chống sao? thế sẽ do ai đảm nhiệm đây nghe vương bảo nhạc hỏi thế trần vũ đồng rõ ràng cũng rất hài lòng với sự nhạy bén của vương bảo nhạc vậy nên hạ giọng nói ngay bảo nhạc sư đệ sư tổ lão nhân gia đã trở thành phó tông cũng là đề nghị với tông chủ cho sư tôn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão vô bảo nhạc kè đến đây thì đầu óc lập tức chuyển động hắn hiểu ra nếu việc này thành thật thì nhất mạch của bọn họ sẽ tuyệt đối có thể xem như thế ngập trời ở đào viện phiêu biểu nhất là pháp bình các này cho nên có một sư tổ là phó tông. giữa có đại trưởng lão pháp bình các còn cả ở đào hà viện khiến cho địa vị của hắn và trần vũ đồng cũng lên theo Nghĩ tới đây vương bảo nhạc không phấn Ít sâu một hơi Trong đầu lập tức xuất hiện đủ loại tranh đấu Trong tự chuyện quan lớn Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khởi Có cảm giác như mình đã được tiếp xúc Với trung tâm quyền lực của đạo viện phiêu miểu rồi Ân ân cảm thấy hiện tại bản thân đã không còn tầm thường chút nào Chẳng qua vẫn còn chút nghi cơ Dù sao thì các trường lão khác của Pháp Bình Các Cũng ngập nghé vị trí đại trưởng lão để chống này Tương lai ắt sẽ có cạnh tranh nhưng việc này đã có sư tổ lão nhân già đứng ở giữa nói giúp tỷ lệ thành công tuy cũng không chắc ăn trăm phần trăm nhưng cũng phải được tám mươi giọng điệu của trần vũ đồng có phần thoải mái rõ ràng vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của sư tổ lại chuyện trò với vương bảo nhạc thêm một lúc chia sẻ tâm trạng kích động của mình xong trần vũ đồng mới từ từ bình tĩnh trở lại hắn lúc này hít sâu một hơi thành thật ngả bài với vương bảo nhạc bảo nhạc sư đệ nếu như không có sự cố gì ngoài im bốn khi sư tôn trở thành đại trưởng lão của pháp bình các thì trong pháp bình các sẽ không còn ai cản được việc ta trở thành phó các chủ nữa cho nên vương bảo nhạc này ngươi phải cố gắng thêm mới được sớm ngày trở thành binh tử để đến khi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ thay đổi cơ cấu hy vọng để ngươi quản lý bộ viện quản sẽ rất lớn đây là một kỳ ngộ bảo nhạc nếu như ngươi thành công thì vài năm nữa nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành phó các chủ. Khi đó hai huynh đệ chúng ta, dù không thể xem như quyền thế ngập trời ở pháp bình các này, nhưng cũng là kiểu nói một không hai. Nghe những lời nói trầm ổn, nhưng không kém phần mãnh liệt của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên, không hỏi ảo tưởng đến hình ảnh tốt đẹp trong tương lai, vừa hưng phấn vừa trần ngập chờ mong, vậy nên hắn lập tức nói ngay. Trần Sư Huynh cứ yên tâm, Thực ra bây giờ ta đã có thể tiến hành khảo hạch binh tử rồi Có điều ta muốn chuẩn bị thêm một chút nữa cho chắc Vương Bảo Nhạc nói xong Trần Vũ Đồng bèn mỉm cười rất tán đồng với suy nghĩ của hắn Khảo hạch binh tử chia ra làm đại khảo và tiểu khảo Cần phải xin phép Mặc dù chỉ cần thông qua là có thể tấn chức Nhưng nơi này cũng đúng là có điểm khác biệt Tiểu khảo thì mỗi tháng tiến hành một lần Xin phép là có thể tham dự do phó các chủ làm giám thị chủ trì còn đại khảo thì cố định một năm mới có một lần cần phải xin sớm là còn do tất cả các phó các chủ và các chủ đến cùng giám thị đẳng cấp rõ ràng cao hơn tiểu khảo nhiều chức vị đảm nhiệm sau này sau khi tấn chức cũng khác hẳn đồng thời những người dám tham gia đại khảo binh tử đều có lòng tin cực lớn cho nên thứ cần tranh không phải là có đậu hay không mà là thứ hạng và ai là kẻ đứng đầu bảo nhạc sư đệ còn ba tháng nữa là tới kỳ thi đại khảo binh tử năm nay. Nếu như người chuẩn bị xong xuôi rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Đừng có sợ gì cả. Sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ đâu vào đấy thôi. Sau khi nói rõ về khảo hạch binh tử cho vương Bảo Nhạc nghe xong thì Trần Vũ Đồng mới kết thúc truyền âm. Đạt nhẫn truyền âm xuống. Phương Bảo Nhạc đứng ngay bên ngoài động phủ trong lòng tha thiết chờ mong. Nhất là khi nghĩ tới sau khi sư tôn của Trần Vũ Đồng trở thành đại trưởng lão nếu mình có thể tấn chức binh tử thì sẽ có thể trở thành người phụ trách của bộ viện quản tim của vương bảo nhạc bất giác đập nhanh hơn hai mắt cũng sáng rực nếu bà tháng thì chắc hẳn là đủ rồi sau khi cân nhắc một phen vương bảo nhạc quay lại động phủ quyết đoán nhìn lên linh võng báo danh đại khảo binh tử sẽ diễn ra vào 3 tháng sau sau khi báo danh xong thì hắn mới đi ra ngoài tiếp tìm một chỗ trống trải trong lòng vô cùng kích động giơ tay phải lên một cái lập tức có một biển lửa phút chốc từ bên trong bàn tay phải của hắn quét ngang qua phạm vi ba trường xung quanh tạo thành một cơn lốc nữa sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt khô cảnh tượng này khiến cho vương bò nhạc mừng rỡ đồng thời hắn cũng cảm giác được linh khí đang nhanh chóng tụt đi hắn thử nhậm một lúc thì vội thu hồi biển lửa nếu toàn lực phóng thích thì có thể kiên trì được chừng 30 giây Mặc dù thời gian khá ngắn Nhưng bấy nhiêu đã khiến cho vương bỏ nhạc thỏa mãn vô cùng Hắn hí hửng quay lại động phủ Thuận tay lấy một gói đồ ăn vặt ra nhài Sau khi ăn liền tù tì bảy tám gói Hắn mới vỗ bụng Bắt đầu suy xét về món linh bảo quyền định tham gia khảo hạch binh tử Ban đầu ta định chế tạo long nha để khảo hạch Răng cũng đã được chuẩn bị khá khá Còn có cả răng của hung thú trúc cờ hmm. Vương bò nhạc trầm ngâm trong mắt lóe lên một tia sáng lạ người quen đọc tự truyện quan lớn như hắn đương nhiên biết rõ xếp lớn thích là thuộc chuyện nhưng bản thân mình nhất định cũng phải ra sức tranh giành để lộ ra được thực lực thì mới suôn sẻ được cho nên hắn không thể dồn hết hy vọng vào việc chờ sư tôn của trần vũ đồng trở thành đại trưởng lão được chính bản thân hắn cũng phải ra sức cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường chẳng những phải tấn chức binh tử mà còn phải trở thành người đứng đầu nữa nếu như thế, cho dù sư tôn của Trần Vũ Đồng không thể thuận lợi tấn chức, thì mình cũng có đủ thành tích xuất sắc để tranh thủ được vị trí cần có. Nhưng nếu vậy thì có vẻ như dùng món linh bảo Long Nha để khảo hoạch sẽ không đủ đô. Tuy nó mạnh thật, nhưng phải dựa vào tài liệu rèn. Bản thân hồi văn chỉ chứa thứ hai, dễ bị người ta vin vào cớ này, ảnh hưởng đến thứ hạ. Sau khi chấm ngâm cả buổi trời, hai mắt của vương bò nhạc lóe lên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng táo bạo thực ra tới lúc rời khỏi cứ điểm đến này trong đầu của hắn vẫn luôn có một suy nghĩ mơ hồ lúc này hắn đang tự hỏi nên suy nghĩ kia lại rõ ràng hơn liệu có thể chế tác một khẩu hòa thần pháo phiên bản mini hay không nhỉ sau một lúc vương bảo nhạc thấp giọng thì thào theo suy nghĩ kia trở nên rõ ràng hơn thì nó luôn xoay vòng trong đầu của vương bảo nhạc không thể nào xua tan đồng thời cũng khiến cho vương bảo nhạc càng ngày rục rịch hơn nếu như có thể nghiên cứu chế tạo ra được một khẩu hỏa thần pháo mini dạng linh bảo cấp ba, vậy thì sẽ có thể đè bẹp tất cả đối thủ trong kỳ đại khảo hạch binh tử này hạng nhất chắc chắn sẽ là của ta vương bảo nhạc nghĩ tới đây thì tim bất giác đập nhanh hơn trong đầu lập tức xuất hiện mỡ hồi văn của hỏa thần pháo bao gồm cả những hồi văn ẩn hiện lên sau khi được binh xa hóa giải cảm thụ hồi văn đó vương bảo nhạc chợt sinh ra cảm giác cực kỳ mãnh liệt ta ta có thể chế tạo được một khẩu hỏa thần pháo mini trong 188 cầu được xét đánh bà thắng tuy không phải là ngắn nhưng cũng chẳng là bao phải tranh thủ mới được vương bỏ nhà khoanh chân ngồi trong động phủ cẩn thận thôi giết lại một số hồi van của hỏa thần pháo sau đó vẻ mặt dần nghiêm túc hơn vậy thì chọn hỏa thần pháo đi vương bỏ nhà kít sâu một hơi lập tức lấy thẻ ngọc ra bắt đầu cấu tạo hồi văn của hỏa thần pháo bản mi ly tuy đã có phần tham khảo nhưng dù sao đây cũng là cải tiến độ khó cũng không nhỏ chút nào may mà hắn đã hiểu khá nhiều về hồi văn của hỏa thần pháo thông qua trận chiến cứ điểm lần trước hắn cũng hiểu lần cải tạo của hỏa thần pháo nên cũng hiểu khá rõ về mỗi một linh kiện của nó hỏa thần pháo mà mình chế tác nhất định không được quá nhỏ bằng không uy lực sẽ không đủ khó mà kết hợp được lại. Vương bỏ nhà cãi đầu suy nghĩ, sau đó dần điều chỉnh ý tưởng của mình. Cũng không thể dựa vào hỏa thần pháo quá được. Cái ta cần chỉ là vào ngoài giống và mượn nhiều hồi văn của nó thôi. Với đó đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, hắn quên ăn quên ngủ liên tục cấu tạo và thay đổi. Rốt cuộc cũng đã phát họa xong xuôi bộ dạng của hỏa thần pháo mà mình muốn chế tác ra. Thoạt nhìn thì hơi khác với hỏa thần pháo Nói đúng hơn thì nó giống một ống phóng rốc kết hơn Nhìn bản phác thảo vẽ ra Trên mặt của vương bờ nhạc lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng Bắt đầu dựa theo bản phác thảo Và uy lực mà mình muốn thể hiện Bắt đầu thôi diễn hồi văn Đủ loại suy nghĩ lạ kỳ Cũng liên tục nảy ra trong đầu của hắn Mãi cho đến mấy ngày sau Hắn đắm chìm trong quá trình cải tạo hỏa thần pháo Mới lộ ra vẻ mệt mỏi Kết thúc phần thôi diễn hồi văn đây là hồi văn hắn mượn từ hồi văn của hòa thần pháo. Mới chỉ điều này thôi mà đã thôi diễn ra hơn trăm vạn đạo. Với tu vi của hắn và tạo nghệ pháp binh hiện tại, thì không thể nào đặt tất cả vào trong một món linh bảo được. Cần phải bảy tám món linh bảo gộp lại mới có thể tạo thành phần khung của nó. Phương Bảo Nhạc xoa chán, lấy một lọ nước băng linh ra uống. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thì lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Lần này tốn khá nhiều thời gian Hắn cần nghiêm khắc Dựa theo yêu cầu kế hoạch của mình Để tạo ra 78 món linh bảo Có hình dạng khác nhau Với những hồi văn khác nhau Và công dụng cũng khác nhau Nhưng lại không thể có chút sơ sót nào Phải hoàn toàn khớp với câu tạo Mà hắn đã phát thảo ra Khiến cho đám linh bảo này Chia sẻ hơn trăm vạn đạo hồi văn Một cách hoàn mỹ Cuối cùng kết hợp lại Mới có thể vận chuyển một cách hoàn mỹ một khi thất bại thì phải bắt đầu lại một lần nữa phải đảm bảo hoàn toàn không có gì sai sót mới được cứ thế sau khi luyện chế rộng rã một tháng trời trong lòng của vông bào nhạc vô cùng kích động rốt cuộc hắn đã luyện chế ra được toàn bộ 78 món linh bảo cần thiết dù không phải hài lòng với toàn bộ nhưng với tạo nghệ của vông bào nhạc hiện tại thì đây đã là cực hạn rồi thậm chí lúc hắn chế tạo ra mấy món linh bảo khác cũng không tốn tâm sức nhiều như thế cả tháng này hắn quên ăn quả vặt trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện là khẩu hỏa thần pháo đã qua cải tạo của hắn mà thôi là do tu vi của ta chưa đủ ánh mắt của vương bảo nhạc lộ ra vẻ kiên quyết trải qua bao lần thất bại hắn đã nhìn ra một việc bởi vì kết hợp với linh bảo có rất nhiều chỗ cần linh lực rót vào điều khiển thật kỹ cho nên một khi linh lực không theo kịp thì sẽ xuất hiện tình trạng khựng lại và khô kiệt khiến cho tổ hợp linh bảo thất bại dù vương bảo nhạc đã vượt xa những học sinh chân tức tầng hai khác nhưng cũng không thể một hơi hoàn thành tổ hợp này được lúc này tâm trạng của hắn vô cùng kích động sau khi đi lại vài bước trong động phủ thì chợt dừng lại chỉ có lên tới chân tức tầng ba thì mới có thể thuận lợi hoàn thành tổ hợp linh bảo này nghĩ tới đây vương bảo nhạc cắn rằng tính tới chuyện vô đan dược nhưng hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cái bụng của mình sau khi sờ vài cái thì hai mắt loé sáng Hiệu quả của mỗi đan dược kia chắc chắn cũng không bằng viên kết tinh trong bụng mình. Mỗi lần vận chuyển tu vi đều hấp thu một chút, nhưng vẫn quá chậm. Nếu có thể tăng tốc độ hấp thu lên, thì nhất định sẽ có thể đột phá tu vi. Sau khi xoa bụng, Phương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lấy món linh bảo dùng để đánh lửa trí não già mà Trần Vũ Đồng đã cho. Phương Bảo Nhạc lập tức đội nó lên, rồi hạ chỉ lệnh. Ta bị trọng thương, cần chất dinh dưỡng phương bảo nhạc vừa nói xong món linh bảo loại mũ giáp kia lập tức run lên một cái tựa như có một dòng điện truyền vào đầu nhưng lại như hòn đá chìm vào đáy biển chẳng có chút phản ứng nào phương bảo nhạc đợi cả buổi trời hết cách đành phải thử mấy cái chỉ lệnh như chạy bộ đói sắp chết sau khi phát hiện tất cả đều không có tác dụng thì hắn trừng mắt đây là ép ta tung phải tuyệt chiêu cuối mà ta lại có thai nữa rồi Hắn vừa nói xong thì dòng điện từ linh bảo lại mạnh hơn. Không đợi vương Bảo nhạc mừng rỡ, sau khi dòng điện này truyền vào đại lão thì lập tức mất hiệu quả. Điều này khiến cho vương Bảo nhạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ vì số lần mình dùng trước đó đánh lừa chi não nhiều quá, khiến cho đại não sinh ra kháng tính nên không tin mình nữa. Vương Bảo nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một thời, bị chính suy đoán của hắn dọa hết hồn, không dám tin. Đồng thời hắn cũng cảm thấy không khỏi xấu hổ. Dù sao thì chuyện đại não của mình không tin thế này Thì vừa kỳ lạ vừa dở hơi Cứ thế này thì không được Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ Mở linh võng lên tìm kiếm đan dược Xem hồi lâu mà cũng không tìm ra được Loại đan dược có thể khiến cho mình đột phá Trong khoảng thời gian ngắn Mà không có tác dụng vụ Trong đó toàn là loại khá ôn hòa Cần dùng lâu dài để đề cao tu vi Tuy trên đời này vẫn có loại đan dược Đáp ứng được yêu cầu của Vương Bảo Nhạc nhưng chỉ có thể ngộ chứ không có thể cầu Cần nhắc đến đại khảo hạch minh tử này Còn chưa tới hai tháng vương Bảo Nhạc lập tức lò sốt vó Thậm chí hắn còn liên hệ với em Bánh Bao và Đỗ Mẫn Nhưng em Bánh Bao hiện đang bế quan Nên không trả lời Còn Đỗ Mẫn thì có đáp Nhưng chỉ quăng cho hai chữ không có Ngày khi Vương Bảo Nhạc ký đến chuyện hỏi thăm Trần Vũ Đồng Thì hắn đột nhiên chật lóe tinh quả Nhớ tới lần trước ở cứ điểm Lúc bình nhổ giang thú Từng bị giật điện một lần khiến cho kết tình được phất giải một chút. Nghĩ tới đây, hai mắt của vương Bảo nhạc sáng rực, lập tức lấy khối mộng ra, tiến vào bên trong thế giới mộng cảnh tìm chị gái mặt nạ, đưa ra yêu cầu bị điện giật. Trong sự kinh ngạc và khó hiểu của chị gái, tê điện bay vèo vèo. Nhưng sau khi bị giật vài cái, vương Bảo nhạc kêu la thảm thiết, lại phát hiện không có hiệu quả. Không đúng, chẳng lẽ giật trong mơ không có tác dụng, phải giật ở ngoài đời mới được ư? Vương bảo nhạc vi vẫn thì thào Hắn cảm giác mình cứ như thế này Chẳng khác gì đang tự tìm đường chết Nhưng nghĩ tới khảo hạch binh tử Nghĩ đến vị trí người quản lý bộ viện quản Hắn lại muốn đến đảo hạ viện Tìm dây điện tử một phen Nhưng lúc này chị gái mặt nạ Đưa ra một đề nghị cho vương bảo nhạc Có lẽ Người có thể thử sức mạnh của lối điện hư vô đấy Vì trong loại lối điện này Ẩn chứa pháp tác nhất định Còn kỳ dị hơn cả điện lực do các người phát minh ra nữa lôi điện ư Vương Bảo Nhạc ngơ ngác Sau khi rời khỏi mộng cảnh Thì hắn bắt đầu suy tư Nhớ tới lúc ở đào hạ viện Lưu trưởng viện có từng nói qua Trong trận văn các Có một bí cảnh lôi vực mở ra Cho tất cả học sinh của đào thượng viện Sau khi trở thành học sinh của đào thượng viện Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng đến Bí cảnh lôi vực ấy Nhưng cũng từng thấy người ta thảo luận trên linh võng Biết rõ cái bí cảnh đó Thực là một mảnh vỡ hoàn chỉnh Của cổ kiếm đồng xanh mảnh vỡ này chôn cùng ở đó bên trong gần chứa một đạo lôi đỉnh truyền thừa của cổ kiếm đồng xanh truyền thừa này chia ra làm năm phần cũng chính là năm đạo bí kỹ thuật pháp năm đạo thuật pháp này theo thứ tự là thiên hồ lôi tử thuấn kiếm bạo long và ngục khải vương bảo nhạc nhau mắt lại thầm nói hắn biết rõ nếu có người có thể hoàn toàn nắm giữ được năm đạo hợp pháp này dung hợp lại một chỗ thì chính là truyền thừa hoàn chỉnh trên thương hoàn chỉnh này rất giống với một loại khí hậu cực kỳ ác liệt của liên bang, tên là báo điện tử. Sau khi cân nhắc một phen, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn biết mình không nên chậm chế, nhất định phải nhanh chóng đột phá chân tức tầng 2, lên tới chân tức tầng 3. Nếu vậy thì hắn có thể thuận lợi kết hợp 78 món linh bảo kia. Tạo thành hỏa thần pháo phiên bản cải tiến do hắn tự nghĩ ra, dùng nó để tiến hành khảo hạch binh tử của mình chắc là không chết được đâu vương bảo nhạc gạt bỏ do dự sau khi hạ quyết tâm xong thì hắn lập tức đi ra khỏi động phủ lấy phi thuyền hình giọt nước ra nháy mắt bay ra khỏi pháp bình cát đi thẳng đến trận văn cát tốc độ của phi thuyền rất đáng sợ chỉ một chốc mà vương bảo nhạc đã đến trận văn cát sau đó đi thẳng đến chỗ bí cảnh đôi vực bí cảnh đôi vực được xây ở trên một ngọn núi nhỏ của trận văn cát nơi đó có dựng bảy tám tảng đá màu xanh khổng lồ chính giữa là một trận đồ hình tròn bởi vì nó là công cộng nên không có ai cảnh gác chỉ cần đăng ký xong thì đều có thể đi vào để tìm cơ duyên nơi này lại muộn sức trận pháp tạo thành phòng hộ một khi học sinh gặp nguy hiểm ở bên trong thì có thể lập tức truyền tống về vương bảo nhạc đến đây thì đã là hoàng hôn mặc dù ở đây cũng có người nhưng không đông lắm vương bảo nhạc không chút chậm trễ, sau khi đi tới thì lập tức đăng ký tiếp đó bước thẳng vào trong trận pháp tầm mắt hoa lên một cái sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì hắn xuất hiện ở trong một không gian khác bầu trời ở nơi này tối om cả vùng đất có vài tòa tháp cao những tòa tháp cao đó dường như được chế tạo từ kim loại giống hệt như một mũi kiếm dõi mắt nhìn qua nơi này có chừng hơn một ngàn tòa tháp lại có từng tiếng sấm rền vang trên trời cao lúc gần đầu lên còn có thể nhìn thấy vô số tia sét bất quy tắc liên tục chạy dài sau tầng mây đen kia thi thoảng lại giáng xuống đánh lên những tòa tháp đó khiến cho nó lắc lư nhìn từ xa những tia sét đánh xuống tựa như một con rồng bằng sấm sét vừa đáng sợ vừa giống hệt như thiền kiếp chương 189 bảo nhạc đại pháo cảnh tượng này khiến cho vô bảo nhạc giật mình hóa hết cả mắt đây là lần đầu tiên hắn tới đây Vừa giật mình vừa sợ hãi trước nơi này Đồng thời cũng chú ý thấy trên Vài tòa tháp cao Cũng có thân ảnh tu sĩ Tất cả đều là học sinh của đảo thường viện Tới đây tìm kiếm cơ duyên Thì chớp đánh xuống Tiếng nổ vang vọng khắp nơi Khiến cho những người kia chống cự với trình độ khác nhau Có người thì kiên trì được Có người thì trực tiếp bị đánh Đến mức truyền tống tự động mở ra Để đưa bọn họ rời khỏi nơi này Mạnh thế như vậy sao Phúc Bảo Nhạc giật mình quay mắt có giật sau khi chần chừ một lúc thì hắn cắn chặt rằng không để ý tới người khác nữa thân thể nhoáng lên một cái nhảy thẳng đến tòa tháp gần mình nhất đứng trên đỉnh tháp ngẩng đầu nhìn trời xanh nơi này có tổng cộng 40 đạo sấm sét càng lúc càng mạnh hơn cứ kiên trì được 8 đạo thì có thể đạt được một loại bí pháp từ trong sấm sét trong đầu của vương bảo nhạc nhớ tới phần giới thiệu mà mình đã đọc được trên linh vọng lúc này hắn nít sâu một thời đột nhiên vận chuyển tu vi bấy giờ trên trời bỗng có sấm sét ầm ầm nổ mạnh có một đạo sấm sét đang chạy đột nhiên đổi hướng thoát ra khỏi bầu trời đánh xuống với tốc độ vô cùng kinh người mang theo hủy diệt chi ý mục tiêu chính là vương bảo nhạc tốc độ cực nhanh gần như ngay khi vương bảo nhạc nhìn qua thì nó đã đánh thẳng xuống người của vương bảo nhạc rồi tiếng đùng đùng kinh thiên vang vọng vương bảo nhạc mở to hai mắt toàn thân dữ dội đầu óc ong ngong chỉ cảm thấy đạo sấm sét kia giống hệt như một con linh xà màu vàng chỉ chớp mắt đã xuyên qua cơ thể điên cuồng chạy dọc bên trong cũng kích thích kết tinh linh khí khiến cho kết tinh lay mạnh rồi nhanh chóng tan ra có tác dụng vương bảo nhạc kích động thân thể run rẩy tóc tai dựng đứng nhưng hắn lại mở to hai mắt trong lòng vô cùng hưng phấn tuy tia xét này mạnh thật nhưng đối với người thường xuyên bị xét đánh trong bộng cảnh như vương bỏ nhạc mà nói Thì vẫn còn chịu được Nhất là kết tinh bị phân giải Khiến cho hắn càng bất chấp hơn Theo kết tinh bị tia xét này phân giải Lập tức có vô số linh khí tản ra Tràn ngập toàn thân của hắn ùa vào bên trong kinh mạch Tràn vào trong dòng suối linh lực của hắn Khiến cho dòng suối này lập tức trở nên đầy tràn Cùng lúc đó Khi kết tinh bị phân giải Phóng thích ra linh khí thân thể của vương bỏ nhạc cũng được tia xét này kích thích bắt đầu hấp thu linh khí nuôi dưỡng máu thịt khiến cho sức lực nhục thân của hắn cũng tăng lên một chút điều này lại khiến cho hắn vui mừng hơn hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn ngẩng phát đầu lên ngoác tay với bầu trời có dám đánh thêm một đạo nữa hay không hắn vừa nói xong đám học sinh đang cắn rằng chống đỡ thừa nhận sấm xét khác cũng phải kinh ngạc nhìn qua nhưng bọn họ lại không thể nào phân tâm được nhiều nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục chịu đựng tia xét của mình các tia xét đầm mầm giáng xuống đạo đối đỉnh thứ hai của vương bờ nhạc cũng đột nhiên đánh xuống nó cũng mạnh hơn đạo thứ nhất khá nhiều trực tiếp đánh thẳng lên người của hắn thân thể của hắn run rẩy sau khi cảm thụ được kết tinh đang phân giải thì hắn kích động cố gắng nén cơn đau đớn dữ dội xuống cố gắng kiên trì thêm lần nữa dần dần đạo thứ ba đạo thứ tư cũng lần lượt đánh xuống cảm giác tiêu xét chạy dọc trong cơ thể cũng giống như một con dao cạo xương lóc thịt trong cơ thể theo cường độ của tiêu xét tăng mạnh cảm giác này lại càng kinh người hơn khi đạo lôi đình thứ tư đánh xuống ngay cả vương bảo nhạc ra dày thịt béo lại có linh được bổ sông cũng không chịu nổi vội từ bỏ truyền tống ra khỏi vi cảnh lôi vực sau khi quay về động phủ hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tu vi dốc sức khớp thu phần linh khí đã được phân giải ra từ kết tình vài ngày sau Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, cảm giác được tu vi của mình đã rõ ràng được đề cao một khoảng lớn, thì hắn lại chạy tới bí cảnh của lôi vực thêm lần nữa. Cứ như thế, ngày lại qua ngày, Vương Bảo Nhạc cứ liên tục khiêu chiến bí cảnh đối vực. Sau khi khánh vác đạo lôi đỉnh, kết tinh phân giải, bản thân đến cơ cả thì hắn sẽ lập tức quay về hấp thu. Dần dần tu vi và thân thể của hắn liên tục đề cao, đồng thời khả năng gánh xét của hắn cũng ngày càng mạnh hơn. Từ bốn đạo xét tên này đã có thể chịu đựng được năm đạo sáu đạo thậm chí là bảy đạo mà việc hắn tới bí cảnh lôi vực dần dần bị người ta để ý thực tế theo như rất nhiều người ở đây thấy thì có thể gánh vác được bảy đạo sấm sét như vương bảo nhạc đã là ghê lắm rồi dù sao thì những người khác đa phần chỉ gánh nổi có hai ba đạo mà thôi hơn nữa còn phải chờ rất lâu mới có thể thử tiếp được nhưng vương bảo nhạc ban đầu chỉ cách ba bốn ngày là lại tới một lần về sau cơ hồ là ngày nào cũng đến. Điều này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy không dám tin. Sao cái tên vương bảo nhạc này ngày nào cũng đến thế nhỉ? Thân thể của hắn chịu nổi à? Các người nhìn cái bản mặt của hắn kìa, hình như còn mẹ nó sao ta cứ cảm thấy hắn rất thích thế nhỉ? Trong lúc mọi người đều khiếp sợ, vương bảo nhạc đúng là càng ngày càng thấy sướng, nhất là cuối cùng Tuy tia xét lớn hơn nên đau đớn thật, nhưng số lượng linh khí phóng thích ra sau khi kết tinh phân giải cũng hóa giải đau đớn. Ngoài ra tu vi tăng cao, khiến cho vô cùng hăng hái. Bản lĩnh hướng xét cũng tăng mạnh. Quá trình này diễn ra đúng một tháng. Hôm nay, sau khi Vương Bòi Đạc liên tục gánh chọn bảy đạo xâm xét xong, thì kết tinh của hắn lắc mạnh một cái. Thân thể phân giải ra một lượng lớn linh khí, thôi động tu vi của hắn trực tiếp đột phá. Từ chân tức tầng 2 đến thẳng chân tức tầng 3 trong lúc tu vi đột phá dòng suối linh lực trong kinh mạch trong cơ thể của vương bảo nhạc trực tiếp biến thành con sông lớn ào ào chảy khắp toàn thân khí thức của hắn cũng bật phát theo hắn không chọn truyền thống rời đi hai mắt lóe sáng để vẻ chờ mong đối mặt thẳng với đạo sân xét thứ 8 đang nhanh chóng đánh xuống đạo thứ 8 này không giống bình thường màu của nó xen lẫn chút sắc đỏ ngay khi nó đánh xuống thì lập tức khiến cho những học sinh đang thí luyện cũng đều phải giật mình kinh hồn trong ánh mắt đầy kinh hãi của bọn họ tia chớp xen lẫn ánh đỏ này âm âm giáng xuống đánh thẳng lên người của vương bảo nhạc thân thể của vương bảo nhạc run rẩy vặn vẹo tựa như thể xác cũng sắp bị xé rách ngay khi cảm nhận được kết tinh trong cơ thể đang phân giải với số lượng lớn đồng thời trong đầu của hắn cũng xuất hiện một vài cách vận dụng lôi điện những cách vận dụng này tựa như một dấu ấn khắc thẳng vào trong thân thể và linh hồn của hắn cuối cùng hóa thành một dấu ấn không trọn vẹn trong đầu của hắn dấu ấn này phát sáng lấp lánh người ngoài không thể hiểu được nhưng sau khi vước bỏ nhạc cảm ứng thử thì lập tức hiểu rõ như một loại bản năng đây chính là đạo thứ nhất trong ngũ đại thập pháp của bí cảnh lôi vực trong tiếng nổ mạnh vước bỏ nhạc không kiên trì nổi thân thể lập tức bị truyền tống ra khỏi bí cảnh lôi vực lúc ra ngoài thì hắn phun dập một búng máu chật vật ngã sấp mặt xuống nhưng trong mắt lại đầy vẻ kích động gờ mặt lên trời cười lớn <laughs> Thành công rồi Phương bỏ nhạc hưng phấn bò dậy vỗ mỏng giơ tay phải lên Lập tức có một đạo sấm sét hình vòng cung xuất hiện trên ngón tay của hắn Mặc dù có vẻ khá nhỏ bé Nhưng thiểm địa chi lực ẩn chứa ở bên trong đó Lại khiến cho không ít học sinh cờ vào bí cảnh giật mình biến sắc Thậm chí còn có người kêu to Ôi là thiểm hồ Thiểm hồ là đạo thứ nhất trong ngũ đại thuật pháp của bí cảnh đôi vực Toàn đảo thượng viện nay chẳng có bao nhiêu người nắm giữ Cho nên phàm là xuất hiện người nắm giữ được nó Thì đều là vô số người ghé mắt Trong tiếng kinh hồ của tất cả mọi người Tùy vương bảo nhạc đắc ý lắm Nhưng vẫn cố gắng dằn lòng không bốc phét Hí hưởng lấy ra phi thuyền Bay về động phủ của mình ở Pháp Bình Các Hắn nhìn mình lật tay một cái Thì tiện hồ xuất hiện Lật tay cái nữa thì có ngọn lửa bùng lên Trong lòng hưng phấn không thôi Cảm giác thấy bản thân của mình vô cùng lợi hại Bây giờ ta đã có ba tuyệt chiêu Một là viêm bảo Hai là thiềm hồ Cái còn lại chính là vân vụ chỉ Phước bảo nhạc cảm thấy mỹ mãn Lại cảm thụ thử linh lực cuồn cuộn Như sông dài trong kinh mạch của mình Đồng thời cũng thấy thân thể cường hãn hơn trước nhiều Khiến cho hắn không kiềm lòng được Mà đặng cười lớn Trần <laughs> tức tưởng ba Khí phách sâu trào Phước bảo nhạc lấy nước băng linh ra uống Một hơi ực hết cả năm bình xong Thì lau biểu vỗ bụng khoanh chân ngồi xuống lấy ra mấy món linh khí cần thiết để cải tạo hòa thần pháo hai mắt sáng rực tiếp theo chính là hoàn thành linh bảo tham gia đại khảo hoạch binh tử của ta Vương bỏ nhào khít sâu một hơi dằn cơn vui mừng trong lòng xuống khiến cho mình dần trở lên bình tĩnh lại rồi bắt đầu dung hợp linh bảo thời gian dần trôi nửa tháng sau đêm nào đó trước khi diễn ra khảo hạch binh tử cửa chính của động phủ vương bảo nhạc đột nhiên mở ra thân ảnh của hắn cũng lao thẳng ra mặc dù tóc tai bù xù tinh thần thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng hai mắt của hắn lại sáng rực tâm trạng vô cùng kích động cưỡi phi thuyền bay thật nhanh ra khỏi đảo thượng viện chạy đến một nơi hoang vắng ở bên ngoài thành phiêu biểu vương bảo nhạc đứng trên phi thuyền ở giữa không trung giơ tay phải lên có một cái ống dài cỡ chừng một cánh tay lập tức xuất hiện trong tay của hắn cái ống dài này giặt một màu đen tựa như một ống pháo lại phát ra hàn ý nhẹ nhẹ cả linh ủy đây chính là hỏa thần pháo bản cải tiến do ta luyện chế ra vuốt ống pháo lạnh lẽo kia phước bỏ nhạc hương phấn giơ nó lên nhắm một cái vào ngọn núi nhỏ ở bên dưới linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra trực tiếp khởi động trong ống pháo này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt tiếp theo là một tiếng nổ vung trời vang vọng khắp bốn phương một lực phản chấn cực mạnh đập thẳng vào bà vai của vương bảo nhạc khiến cho phi thuyền của hắn phải giật lùi lại về phía sau mấy trưởng sau đó có một luồng ánh sáng màu tím bắn thẳng ra từ trong ống pháo nó bay thẳng tới chỗ ngọn núi kia tiếng nổ mạnh vang lên ngọn núi nhỏ rung chuyển dữ dội bị hắn bắn thủng một lỗ có đường kính chừng hai thước nhìn uy lực của nó tạo ra vương bảo nhạc giật mình trong mắt lộ ra vẻ không dám tin Uy lực thế này đã vượt qua cấp 3 hoàn mỹ rồi Nói nó là cấp 4 cũng không qua Tên tà cũng đã nghĩ ra rồi Cứ gọi là bảo nhạc pháo đi Lúc này vương bảo nhạc tự đắc Đứng trên phi thuyền Một tay giơ hỏa thần pháo lên trên trời cười ha hả hạ. Khảo hạch binh tử Bảo nhạc đại pháo của ta ra sân Thì có ai dám so bỉ Trong 190 Khảo hạch binh tử Tâm trạng của vương bảo nhạc vô cùng kích động có mà bình tĩnh lại được, cảm giác hưng phấn tràn gặp thể xác lẫn tinh thần. Sau khi hắn bắn thử thêm vài pháo nữa, thì hắn hưng phấn tới mức toàn thân run lên, hai mắt sáng rực hơn. Thật sự là bảo nhạc pháo này khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Mặc dù uy lực không sánh bằng hỏa thần pháo, nhưng nó lại tiện mang theo bên người. Chỉ riêng điểm này đã khiến cho giá trị của nó được đề cao lên rất nhiều. Tuy rằng linh bảo cũng có nhiều loại Nhưng phần lớn toàn là cấp 4 với cấp 5 Tuy uy lực có lớn thật Nhưng cũng tốn nhiều Không thể so sánh với bảo nhạc pháo của ta Vương bảo nhạc cất nhắc một phen Cảm thấy vô cùng bị mãn Lại vuốt vài cái Mới nối tiếc bỏ nó vào trong túi chữ vật Rồi hát nghêu ngao quay về động phủ của mình Ở trong pháp bình cáp của đạo thượng viện Tính toán thời gian Biết rõ còn một tuần nữa là đến khảo hạch binh tử Phương Bảo Nhạc vì đề phòng bất chắc nên bắt đầu thử tháo rỡ bảo nhạc pháo lúc trước hắn đã tìm hiểu qua nên biết trong lúc khảo hạch từng có tiền lệ bị yêu cầu tháo rỡ ra luyện chế lại thậm chí để ngăn ngừa vạn nhất vương bảo nhạc còn chuyên môn luyện chế ra một món linh bảo tổ hợp trong bảo nhạc pháo đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu đảm bảo dù mình có luyện chế tại chỗ thì cũng không thành vấn đề lúc này hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái khiến cho mình ở trong trạng thái tốt nhất để tham gia khảo hạch binh tử cùng lúc đó theo ngày khảo hạch tới gần các binh đồ đã xin được tham gia khảo hạch trong pháp bình các của đạo thượng viện lần này đều bắt đầu khung chuẩn bị sau cùng nhất là lâm thiên hạo sau khi hắn chuyển đi khỏi động phủ cách vách của vương bỏ nhạc mặc dù không dám chọc hắn nữa nhưng thù ăn sâu vào trong lòng rồi định bụng chờ lần này thông các khảo hạch binh tử xong thì lại trả thù tiếp lần này hắn chuẩn bị vô cùng kỹ càng mục tiêu không chỉ là thông qua mà còn muốn trở thành người đứng đầu trong đợt khảo hạch binh tử này. Với tư chất của hắn thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm được điều này, nhưng nhà hắn rất có tiền, bất chấp tất cả cho hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, lại còn mời được đại sư của liên bang chỉ dạy riêng nên mới có thể tiến triển như thế. Thứ ta chọn là tinh thần bình kho luyện chế nhất trong linh bảo cấp bạc. Nó thuộc hàng đầu trong danh sách linh bảo cấp bạc lâm thiên hảo khoanh chân ngồi trong động phủ nhìn chiếc bình ngọc tràn ngập tinh quảng phát ra ánh sáng lấp lánh trước mặt vẻ mặt vô cùng tự tin sau khi nghe ngóng được tin vương bảo nhạc cũng xin đăng ký trong đợt thi khảo hạch binh tử lần này nên khá chú ý thậm chí còn dùng tới một vài thế lực ở bên ngoài đạo viện biết được tin tức vương bảo nhạc tìm kiếm răng thú lúc ở cứ điểm nếu như cần răng thú thì thứ hắn nhất định luyện chế để tham gia khảo hạch binh tử chắc chắn là lòng nhà dù Long nha có tốt thật nhưng so với tinh thần bình thì vẫn còn thua kém nửa bậc ở nữa uy lực của Long nha chủ yếu dựa vào tài liệu nhiều hơn là hồn văn nếu như dùng Long nha để khảo hạch thì hắn nhất định sẽ thua tả lâm thiên hảo cười lạnh một tiếng lòng tự tin lại càng mạnh hơn trong lúc tất cả các binh đồ sắp sửa khảo hạch khua trường gõ trống chuẩn bị thì ngày khảo hạch binh tử cũng đã đến theo tiếng chuông vang vọng Phương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ cũng lập tức mở to hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi động phủ. Lời khảo hạch binh tử này, ta nhất định có thể thỏa ước nguyện. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Phương Bảo Nhạc nôn nào mong chờ lấy phi thuyền của mình bay thẳng đến ngọn núi ở giữa. Nơi tiến thành khảo hạch binh tử, đúng là quảng trường ở đỉnh núi giữa Pháp Bình Các. Giữa các quảng trường này có dựng một cái trống khổng lồ. Đây đúng là trống hỏi đáp Ngài nói chỉ có binh tử mới có tư cách đánh Mà Vương Bảo Nhạc từng đi ngang qua Lúc tiến hành khảo hạch binh đồ Sở dĩ gọi nó như thế Là vì dùi trống cần phải được luyện chế tại chỗ Mà bản thân của dùi trống này Lại là một món linh bảo cấp bà Cho nên binh đồ căn bản Không thể nào làm được Chỉ có mỗi binh tử là đảm được thôi Bây giờ trước quảng trường đặt mặt trống kia Đã có hơn 10 người tập hợp Còn họ đều là binh đồ tham gia khảo hạch lần này Bây giờ tất cả đều đứng nghi ngồi đó Không nói gì với nhau Khi vương bảo nhạc tới quảng trường này Thì hắn lập tức nhìn thấy Những người đã chuẩn bị chờ khảo hạch như mình Cũng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đứng ở đó Trong lòng lập tức có cảm giác chán ghét Sao cái tên Lâm Tiện Nhân này Cũng đi tới khảo hạch nhỉ Hắn có thể luyện chế ra linh bảo à Vương bảo nhạc thầm hừ một tiếng Cảm giác mình bây giờ đã là người có mạch hệ rồi Không còn quan tâm tới hắn nữa vậy nên ra vẻ khinh khỉnh đi tới chỗ trước mặt trống tuy hắn như thế nhưng lâm thiên hạo thì lại khác ánh mắt của hắn ta bắn thẳng lên người cố vương bảo nhạc sau khi nhìn vài lần thì cười khẩy một tiếng xung quanh quảng trường có không ít học sinh của pháp bình các đến xem khảo hoạch dù sao thì khảo hoạch binh tử này cũng xem như chuyện lớn của pháp bình các lúc này tất cả học sinh đến xem đều thấp giọng bàn tán không ngờ lần này có nhiều người như thế không biết ai sẽ giành được hạng nhất nữa. Tại khảo hạch binh tử mỗi năm chỉ có một lần có thể lấy được quyền ưu tiên nhậm chức. Có quyền này thì chỉ cần bộ nào có chỗ trống là có thể dùng nó để nhận chức ngay. Quyền này đúng là khiến cho người ta thèm khát mà. Dù sao thì cũng có không ít người là binh tử nhưng không có thực quyền. Trong lúc các học sinh này đang bàn tán thì thời gian dần trôi qua chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông vang lên liên hồi. Trong lúc ba tiếng chuông vang lên Thì có năm bóng người Một trước bốn sau Nhanh chóng bay ra từ đại điện của ngọn núi này Người đi đầu mặc trường bào màu tím Thân sắc không giật tự uy Đúng là các chủ của pháp bình các Bốn vị sau lưng của hắn Có ba người trung niên Một vị lão giả Trên người của mỗi vị đầu trận ngập ra ba động chân tức đỉnh phong Dường như chỉ cách trúc cơ có nửa bước mà thôi Bọn họ đúng là bốn vị phó các chủ của Pháp Bình Các tân là phó các chủ của pháp bình các dù là trong đạo viện hay bên ngoài thì đều có địa vị cực cao tù vị rất quan trọng nhưng cũng không phải toàn bộ bản lĩnh chế tạo linh bảo của bọn họ nhất định phải có chỗ hơn người đây mới chính là điểm mấu chốt để trở thành phó các chủ của pháp bình các đồng thời cũng không thể nhớ chân mạch được thậm chí có thể nói sau lưng mỗi vị phó các chủ này đều có bối cảnh riêng dù sao thì có thể bộc lộ tài năng trở thành phó các chủ từ vô số bích tử thì tất nhiên phải có điểm hơn người. Bọn họ đã như thế, các chủ của Pháp Bình Các lại càng khỏi cần phải nói. Lúc này, năm người bọn họ nối đuôi nhau đi vào trong quảng trường. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, cũng nhìn về phía năm vị các chủ cũng như những người khác. Khảo hạch binh tử của Pháp Bình Các cũng không phức tạp gì cho lắm, Bây giờ mỗi người các người hãy lấy linh bào dùng để khảo hạch ra đi. Sau khi năm người bọn ta xem xong thì sẽ bắt đầu vấn đáp. Cuối cùng sẽ tuyên bố có thông qua hay không. Còn thứ hạng thì chỉ lấy thứ nhất. Thường quyền ưu tiên nhậm chức. Các chủ áo tím thản nhiên mở miệng. Nói xong thì ông thản nhiên nhìn vào một người trong số những người khảo hạch. Bắt đầu từ ngươi đi. Người bị các chủ gọi tên là một học sinh cũ, nghe thấy thế thì lập tức gật đầu rồi lấy một cái gương ra cái gương này thoạt nhìn khá cũ kỹ và vô cùng thường thường nhưng lại phát ra uy áp không hề yếu khiến cho mọi người xung quanh đều tập trung cao độ rõ ràng người này cũng đắc ý với cái gương của mình được chú ý hắn cung kính dâng lên cho các chủ tham kiến các chủ phó các chủ đây là càn khôn kính mà học sinh luyện chế kính xin các chủ xem qua những người đứng xem xung quanh nhìn thấy càn khôn kính này xong Thì lập tức ô lên bàn tán Càn khôn kính đấy Đấy là linh bảo tam phẩm cực kỳ khó luyện chế Linh bảo này có thể bắn ngược thuật pháp ở mức độ nhất định Cho nên yêu cầu đối với hồi văn vượt xa những linh bảo khác Trong lúc mọi người bàn tán Vương Bảo Nhạc cũng phải nhìn vài lượt Chẳng qua nghĩ tới bảo nhạc pháo của mình xong Thì hắn lại chặt ngập tin tưởng Tuy vậy hắn cũng không dám lơ là tập trung chú ý quá trình thẩm tra của các vị các chủ. Sau khi các chủ cầm cương xem xét một lượt thì lại đưa cho bốn vị phó các chủ. Bọn họ vốn là binh tù, hiểu rất rõ về linh bảo. Nên các chủ chừng nửa nén nhàng thì đã cho ra được đáp án. Sau khi đưa ra một vài vấn đề trong quá trình luyện chế càn khôn kính này và được vị học sinh cũ kia đối đáp trôi chảy thì kết thúc khảo hạch. Sau khi trao đổi một phen thì tuyên bố kết quả. Thông qua khảo hạch, trở thành binh tử còn thư hạng thì sẽ quyết định vào phút cuối sau khi các chủ thản nhiên tuyên bố thì lại chỉ một người khác khảo hạch binh tử cứ thế tiến hành liên tục có người thì thông qua kẻ thì thất bại có người chỉ bị hỏi một vài câu nhưng cũng có người bị yêu cầu phải thực hiện lại khâu chế tác nào đó ngay tại chỗ tiếng bàn tán xung quanh cũng lên xuống theo từng món linh bảo được đưa ra thấy tế vương bỏ nhạc cũng dần hiểu rõ quá trình không phải ai cũng bị yêu cầu luyện chế lại Nhưng vấn đề được nêu ra đều vô cùng xảo trá Nếu không phải tự mình luyện chế thì khó mà đáp đúng được Trong lúc vô bỏ nhạc trầm ngâm Thì nhanh chóng tới lượt lâm thiên hạo Khi hắn lấy tinh thần bình ra Thì đám học sinh xung quanh đều giật mình Tiếng kinh hồ vang dội hơn hẳn lúc trước Ngay cả những người tham gia khảo hạch cũng phải ghé mắt Ngay cả các chủ và bốn vị phó các chủ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc Tinh thần bình đây được gọi là linh bảo cấp bà khó luyện chế nhất đây Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đây Bản thân hồi văn của nó vô cùng phức tạp Đồng thời còn cả tinh thần tạch nữa Mà thứ này lại cực kỳ đắt đỏ Trong lúc mọi người kinh hồ Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt Hắn cũng biết về tinh thần bình này Nhưng số lượng tinh thần thạch trong đạo viện không nhiều lắm Nếu muốn luyện chế được món linh bảo này Thì cần tốn rất nhiều công sức đi mua ở bên ngoài cho nên lúc trước hắn mới bỏ qua cái này lựa chọn lòng nhà có độ khó xem xem nhưng yêu cầu tài liệu lại thấp hơn một chút lúc này trong lòng của lâm thiên họ vô cùng đắc ký nhưng hắn vẫn không thể để lộ ra mặt cung kính đưa tinh thần bình tới chỗ các chủ sau đó mới ngạo nghễ nước mắt nhìn vương bảo nhạc trong lòng lại cười lạnh đồ nghèo mặt dẹp muốn đấu với ta để ý thấy ánh mắt của lâm thiên họ vương bảo nhạc kẽ nhớ mày vẻ mặt lạnh thanh thầm nghĩ tinh thần bình thì đã sao lát nữa đại pháo của ông đây mà ra thì nhất định có thể khiến cho thằng nhãi lâm thiên hạo nhà mi quỳ xuống gọi ba ba trong lúc mọi người vô cùng giật mình các chủ nhận lấy tinh thần bình vẻ mặt cũng có phần ngạc nhiên sau khi xem kỹ vài lần thì trong mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng khẽ gật đầu rồi đưa cho những phó các chủ khác rõ ràng bốn vị phó các chủ kia cũng rất xem trọng tinh thần bình này sau khi kiểm tra, hỏi Lâm Thiên Hạo vài vấn đề, thấy Lâm Thiên Hạo đối đáp vô cùng trôi chảy, thậm chí còn có một vị phó các chủ còn đưa ra yêu cầu muốn hắn luyện chế lại hồi văn tại chỗ, hắn vẫn luyện chế ngay, không chút chần chừ. Nhưng những người xung quanh thấy thế thì trong lòng thầm giật mình, nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ bội phục. dù sao thì bản thân người có thể luyện chế ra được tinh thần bình, chính là đại biểu cho thực lực và tài lực rồi. Món linh bảo này khá lắm, thông qua khảo hạch, lâm thiên hạo, nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng ngươi giành được hạng nhất sẽ rất lớn đây. Các chủ nói với vẻ tán thưởng, sau khi lâm thiên hạo hưng phấn, lùi lại thì các chủ nhìn về phía vài người còn lại, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, cuối cùng ông đưa tay chỉ vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lấy món linh bảo mà ngươi đã chuẩn bị ra đi nghe các chủ lên tiếng vương bảo nhạc vốn đang thầm bực giọng lập tức đi ra không thèm rông dài trực tiếp lật tay phải lấy ra một khẩu đại pháo dầm một tiếng sau khi đặt xuống đốc vương bảo nhạc mới ngẩng đầu lên thản nhiên nói thứ học sinh luyện chế không nằm trong danh sách linh bảo của pháp bình các mà là tự mình nghiên cứu ra tên là bảo nhạc uy vũ đại pháo gọi tắt là bảo nhạc pháo hết chương 190 cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị